phía đông, phía tây. Đông biên, xi biên. Đông phương, tây phương. Đông phương, xi phương. Phòng học mà ở phía đông. Nguyên văn là phía đông, tợ, phòng học. Đông biên đề chào sư. Đông biên đề chào sư. Ở đây chào sư là danh từ trung tâm. Ở phía đông là định ngữ. Phòng học mở phía tây. Xi biên đề chào sư. Phòng học mở phía đông. Đông biên là giáo sư. Bên cạnh nhà vệ sinh. Vệ sinh gian phòng biên. Mà ở bên cạnh nhà vệ sinh. Vệ sinh gian phòng biên đó. Vệ sinh gian phòng biên đó. Cái phòng học mà ở bên cạnh nhà vệ sinh. Vệ sinh gian phòng bên cạnh giáo sư. Vệ sinh gian phòng bên cạnh giáo sư. Là cái phòng học ở bên cạnh nhà vệ sinh á? Sì vệ sinh gian phòng bên cạnh giáo sư mà? Sì vệ sinh gian phòng bên cạnh giáo sư mà? Đúng vậy. Tuổi. Âm Hán Việt là đối, ở đây là đúng. Tuổi. Tuổi. Hay nói đúng vậy. Tuổi. Hay nói lại, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Xin hỏi, vệ sinh gian tại nào? Ở đằng kia, bên cạnh phòng học. Tại nào ở giáo sư đó phòng biên? Tại nào ở giáo sư phòng biên? Là phòng học ở phía đông phải không? Sì đông biên đề giáo sư mà? Sì đông biên đề giáo sư mà? Đúng vậy. Tuổi. Bên cạnh ký túc xá. Sù sơ phòng biên. Sù sơ đờ phòng biên. Bên cạnh khoa trung văn. Trung văn xì đờ phòng biên. Trung văn xì phòng biên. Người mà ở bên cạnh bạn. Nhị phóng biên ở rắn. Giới thiệu một chút người bên cạnh cậu đi. Chia sẻ một chút nhị phóng biên ở rắn bà. Chia sẻ một chút nhị phóng biên ở rắn bà. Giới thiệu một chút. Chia sẻ một chút. Xin hãy giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Xin hãy giới thiệu một chút tên của bạn. Xin giới thiệu một chút tên của bạn. Xin giới thiệu một chút tên của bạn. Hãy giới thiệu một chút người bạn ở bên cạnh bạn đi. Giới thiệu một chút người bạn ở bên cạnh bạn đi. Giới thiệu một chút người bạn ở bên cạnh bạn.
Người mà bên cạnh anh ta chính là thầy giáo Lưu Minh. Tha bằng bên đời rắn chiều sư Lưu Minh lão sư. Tha bằng bên đời rắn chiều sư Lưu Minh lão sư. Nhà vệ sinh mà ở bên cạnh phòng học á? Giáo sư bằng bên đời vệ sinh giếm mà? Giáo sư bằng bên đời vệ sinh giếm mà?